Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Sau tập mở Party and Fate của dòng thẻ sưu tập Pokemon TCG ở tuần trước, chúng ta đã khai trương series mới này bằng một hộp ETB đúng không? Elite Trainer Box. Vâng, và không để các bạn đợi lâu nữa. Trong tuần này, ngay tập này, ngay bây giờ, chúng ta gấp đôi với hai hộp. Oh yeah, còn nguyên siêu luôn nha các bạn ơi. Đây, siêu nylon. Đấy. Tất cả những cái thông tin cơ bản này nọ về danh sách thẻ cũng như là cái container bên trong mỗi hộp thì ở video trước mình cũng đã giới thiệu cho các bạn khá rõ rồi. Và bởi vì cái series này như mình đã nói là nó không có hộp 36 pack mà những cái booster pack thẻ bất ngờ để săn thẻ hiếm á, nó chỉ có trong những cái hộp sản phẩm như thế này, Elite Trainer Box hoặc là những cái sản phẩm đặc biệt khác. Cho nên để mở pack thì mình cũng không còn cách nào khác ngoài việc là mở những cái hộp này thôi. Ok, đây. Mình sẽ unbox như tuần trước thôi các bạn. Nhưng mà mọi thứ double lên ha. Hai cuốn Player Guides. Đấy. Hai cái bìa hình em Mimikyu lấp lá lấp lánh. Rồi, hai cái hộp sưu tập đựng luôn. Ta-da. Ta-da. Đây, vô vấn đề chính luôn các bạn ơi. Ngay bên trong này, ở mỗi hộp chúng ta sẽ có 2, 4, 6, 8, 9 pack. 9 pack bên trái và 9 pack bên phải. Ngoài ra, tất nhiên, ở trong mỗi hộp cũng sẽ có một thẻ promo Mimikyu. Ok. Thẻ này ở stream trước thì mình đã mở ra một lá rồi, centering cũng ổn và mình đã sưu tập. Còn hai cái lá mới này thì mình sẽ để dành trong nguyên cái bịch siêu như vậy. Ok luôn. Và đúng rồi. Sleeve các bạn ơi, sản phẩm sleeve, những cái bọc bài chính hãng có artwork của em Mimikyu. Quality check now. Yo. Nice. Perfect. Nó phải như vậy các bạn ạ. Cái hộp đầu tiên mình mở ở video tuần trước á bị Sukana nha. Ra một cái pack nó không có đẹp. Nhưng mà ngay sau đó ở trên livestream trên kênh Hành Trình Pokemon ấy, thì mình đã mở được một cái box thứ hai, bộ sleeve cũng rất là đẹp luôn. Perfect giống vậy. Ổn áp ha, các bạn thấy. Từ bây giờ thì mình sẽ dư khá là nhiều những cái pack sleeve như thế này. Và yep, mình sẽ pass lại cho những bạn nào có nhu cầu cần nha. Và nếu như các bạn có quan tâm thì mình sẽ list sản phẩm ở trên Anketai Hobby Store trên Lazada nha. Let's go. Còn cái pack này thì sao? Xem pack này. Pack này. Ok. Cũng ổn các bạn, tương đối. 95%. Thật ra cũng chấp nhận được nha. Những cái sleeve này nó cũng không đến nỗi nè. Đây cái sleeve nó hơi wavy là nó chỗ này. Ok. Nói chung như vậy là còn chấp nhận được nè. Mỗi hộp đều sẽ có những cái divider như thế này luôn. Cái này Powdy and Face rất là đẹp nha các bạn ơi. Metallic lấp lánh. Hai pack thẻ năng lượng Energy. Rồi, cái này mới quan trọng nè. Ở video trước thì đây là những cái lá code của cái hộp Elite Trainer Box này. Những bạn nào có chơi Pokemon Trading Card Game Live thì sẽ rất thích những cái lá code này nha. Redeem một cái là được nguyên một set item ở trong game luôn. Ở video trước thì mình đã giữ lại một code cho riêng mình rồi. Còn trong ngày hôm nay hai cái code đặc biệt này mình sẽ giveaway hết, kèm theo luôn từng lá code lẻ ở trong 18 cái pack này nha. Sure. À, còn lại thì những bộ xí ngầu rồi bộ token các bạn cũng đã biết rồi ha. Ok. Để gọn lại mọi thứ một chút xíu, xếp một chiếc kèo huyền thoại ở đây, sẵn sàng cho những lá hit của tập này. Chuẩn bị sẵn sleeve và chúng ta bắt đầu thôi chứ nhỉ. Chúng ta bắt đầu với pack đầu tiên nha. Lấy artwork của em Pikachu đi. Pika, mở hàng. Let's go. Pack đầu tiên, giveaway code đầu tiên. Đấy, let's go. Mình sẽ giveaway hai code này, hai code đặc biệt này random trong bất kỳ khoảnh khắc nào của video này nha các bạn ơi. Thẻ cuối nè, ta bỏ ra đằng trước nha. Theo bình thường á, mình sẽ thấy thẻ kế cuối bỏ ra sau cùng. Nhưng đây là series đặc biệt, vị trí của những lá Pokemon Shiny nó sẽ nằm ở ngay đây. Nên mình lấy cái này để ra sau cùng, để gọi là tăng độ hồi hộp nhất có thể đó các bạn. Alright, nếu mà làm đúng thì chúng ta sẽ có một lá năng lượng đầu tiên. Và mình sẽ đoán là Psychic màu tím nha. Ok. Electric, Grievert, Chincho, Wubat, Scorgy, Electric Generator, Grablock, Iono. Yep, mình cũng muốn mở ra thẻ của em này, nhưng là ở phiên bản Alternate Art. Ok, đặc biệt. And Charmander, Reverse Holo, một artwork khá là dễ thương. And đằng sau Golden Gold, Holo Rare. Yo, ở trong livestream thì mình cũng đã mở ra được lá này rồi. Và yeah, mình muốn săn lá này, nhưng chỉ cần tầm 1-2 lá là ok rồi các bạn. Mình sưu tập tất cả những cái artwork của Gimme Gold, Golden Gold nha. Và hit đầu tiên của video sẽ là let's go. Tự tin nói thật và ra luôn. Ok. Để zoom close up cho các bạn xem cái texture của một lá shiny nó sẽ trông như thế nào nha. Vâng, đây là em Hoppip, em Pokemon Grass. Wow,
Các bạn nhìn xem cái texture shiny của nó nè. Ý là những cái đường vân đó các bạn ơi, sờ tay vào các bạn sẽ cảm nhận được nha. Đó, nó có cái hiệu ứng nó tỏa tỏa hình tròn ra. Rồi đây là mình siêu close up cho các bạn xem. Hy vọng là các bạn sẽ thấy qua được camera những cái đường vân nó giống như là vân tay nhỏ. Đó. Rồi, ở bên dưới nè, ngay chỗ cái vị trí ở góc dưới bên trái, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái ký hiệu ngôi sao viền dày và rộng ở bên trong, vàng ha, nó cũng lấp lánh luôn. Thì đây chính là độ hiếm Shiny Rare. Có hai ngôi sao như vậy sẽ là Shiny Ultra Rare. Ok, và như vậy thì chúng ta cũng có thể gọi một hit của series này đó. Chúng ta sẽ có tổng cộng là hơn 150 em Shiny như thế này nha. Để sưu tập được cả đủ bộ thì cũng gọi là căng đó các bạn ơi. Ok, ở đây. Và để ăn mừng hit đầu tiên thì mình sẽ giveaway code ETB đặc biệt luôn. Let's go. Đấy. Park Pikachu đầu tiên đã hên rồi. Chúng ta tiếp tục với Park Pikachu bên trái luôn. Coi nó như thế nào. Are you ready? Code. Lá thứ ba nè. Cái cuối. Năng lượng. Fire. Lửa. Ok. Nước. Không sao. Gimme go. Ok. Đây. Lá này mình cũng đã collect rồi nha. Mình đã sleeve rồi. Scargy, Little, Paldean, Whopper, Oinkoloing. Tên cái con này nó rất là khó đọc các bạn. Oinkoloing. Moonlit Hill, Camaroop, Nestball, Reverse Holo, Raichu, Holo Rare, and liệu rằng có First Pack Magic đối với hộp bên trái này không? 3, 2, 1. Ok, trơn vậy. Hey. Ooh, what? Yo! Let's go. Wow. Oh my gosh. Pelipper. Ok. Em này tiến hóa từ em Pokemon Hải Âu Wingo. Từ Hải Âu mà tiến hóa thành con bồ nông luôn các bạn. Về giá trên thị trường chợ nổi trao đổi của những em Pokemon Shiny này á, khá là ổn áp nha các bạn ơi. Bởi vì nó có cái độ sưu tập rất là cao. Và không phải là series nào cũng có. Chỉ là những series đặc biệt này thôi. Trong một năm. Đấy. Thì nguyên một cái series Paldean Face này á, cứ một lá Shiny như thế này sẽ có giá trung bình là tầm 2 đô nha. Sẽ có lá hơn nữa, 4-5 đô cũng có lá thấp hơn. Ok, một khởi đầu quá là thành công luôn rồi. Chúng ta tiếp với pack bên này. Càng mở thì mình sẽ càng không còn nhớ là mình đã mở ở cái hộp nào nha các bạn ơi. Cứ coi như là nó mix đi. Đấy, code. Thứ ba, đây, N. Chúng ta có. Ủa, hình như là mình làm một cái gì đó sai sai rồi các bạn ơi. Cái pack này mình làm gì đó sai sai rồi. Không phải là lá năng lượng. Right. Từ từ nè. Nếu như mà đúng nha thì lá này sẽ là lá năng lượng để lên trên nè. Lá này mới là lá cuối nè. Đấy. Hơi rối. Ok. Scargy, Mime Jr., Machif, Kimigo, Moonlit Hill, Donphan, Articus, Lat Trainer. Ooh, nice! Paldean Student! Nhóm học sinh của vùng Paldea của cái đại học đó các bạn. Bạn nào có chơi game chính thì cũng biết là nhân vật chính chúng ta sẽ đi đến một cái trường đại học Pokemon. Rồi cả một cái câu chuyện về những em Pokemon Scarlet và Violet nó bắt đầu từ đó ha. Ok. Có tổng cộng là hai cái artwork cho cái thẻ này, Paldean Student. Và cái chức năng của nó trong một cái ván bài đó là tìm thẻ. Rồi để mình xem kỹ luôn, đây cũng là một cái dịp mà mình thấy được thêm một lá Full Art các bạn ạ. Có vẻ như là nó vẫn có bị một cái đường thin line gì đó ở đây nè. Cái này không biết là sự cố tình hay là cố ý nữa. Kiểu là lỗi hay là tính năng nữa các bạn. Những cái đường thin line nó xuất hiện rất là nhiều ở cái series Paldean Evolve này nha. Paldean Face. Anyway, tiếp đây. Ok, Arrakis. And Gastly. Cũng là một hit. Trước khi chúng ta tiến hành tiếp thì cũng để update cho các bạn một chút xíu tình hình về Paldean Fates. Cái video tuần trước ở trên kênh Tradition này á, mình post đó là box đầu tiên. Sau đó thì mình cũng đã livestream ở trên kênh Hành Trình Pokemon. Thêm một box nữa là 2. Và hai box này sẽ là 4 ha. Rồi, vậy thì hai box trước chúng ta đã có những gì? Một em Full Art Paldean Clawsire. Đây, nó bị cái đường print line mà kiểu 1/3 luôn các bạn. Các bạn thấy không? Đấy. Rồi đây, lá này cũng bị luôn. Đi chen luôn. Mình bắt đầu nghĩ nó là tính năng rồi đó. Mà tính năng gì không thích xíu nào hết trơn. Hai em này cũng là Shiny nhưng ở độ hiếm Full Art. Cơ mà nó có một cái điều ngược ngạo cái á, nhìn nó đẹp hoành tráng hơn Ultra Shiny Rare các bạn ha. Nhưng mà giá cả trên thị trường trao đổi của nó thì lại thấp hơn mấy em này. Chắc là tùy em và do cái ability thôi. Alright, một em Silizard Shiny Dodrio. Cái này là chúng ta đã mở ra video trước rồi. Drifloom. Alright, rất là dễ thương. Kilowattro, Snover. Một lá Greatus EX Envoy Mammut cổ đại. Forestress. Lá này là in lại của series trước. Charizard EX, chúng ta cũng đã biết rồi. Và Golden Go. Lá này không phải hit nhưng mà sưu tập cá nhân thôi các bạn.
Ok, và giveaway luôn câu đặc biệt thứ hai. Let's go. Tiếp luôn, part tiếp theo. Code N là đằng sau. Đang chung cái nào? Grass. Fire. Đang chung cái nào luôn? Là Brass. Mime Junior, Machief, Baboch, Don Fan, Nemona, Backpack, Grablocked, Execute, Amarok, Hollow Rare, ok, and Hunter. Với một pack mà không có hit á, thì các bạn sẽ có tối thiểu là hai lá có hiệu ứng lấp lánh Reverse Hollow, có nghĩa là nó lấp lánh ở cái khung ở bên ngoài, và một lá Hollow Rare ha, hiệu ứng lấp lánh ở trong cái khung artwork. Hồi xưa đó, những cái series cũ cách đây 2-3 năm, một pack mà không có hit mà gọi là tệ nhất là hoàn toàn không có hiệu ứng gì luôn. Có thể là những cái lá hoàn toàn thường luôn các bạn. Nhưng mà dạo này á, giá một pack Pokemon lên múc chỉ luôn. Cho nên công ty Pokemon đã quyết định là ok, nếu như không có hit xịn, những cái lá độ hiếm xịn này nọ, thì cũng sẽ ít nhất cho chúng ta có 3 lá hiệu ứng holo như vậy. Ok. Trước. Yeah. Metal. Wow. Ok. Ok. Lechonk. Execute. Có điểm gì chăng? Đoán trúng hệ. Hiếm lắm mới đoán trúng đó. Cho một hit xịn xò nè. Flittle. Oh. Wait. Come on, man. Có cần... có cần phải giống gì luôn không? Cho cái artwork kia nào. Trời ơi. Thiệt sự luôn à. Trùng nó mới cay. Tiếp. À, hôm bữa mình nhìn thấy ở trên mạng có một ông này mở pack kiểu... sao ta? Hình như là vậy. Oh yeah, đúng rồi. Kiểu kéo hẳn ra đằng sau rất là mạnh như vậy. Ok, quay, nó tách ra thiệt các bạn ơi. Nhưng mà bù lại thì mình phải giữ ở hai bên cạnh này các bạn ơi. Không khéo thì nó sẽ hơi cong thẻ ha. Nhưng mà cũng được, cũng là một cách mở. Đúng. And... Fire. Quên đoán luôn, Kimiko. Magma, Nemona, Charmander, Kilowattro, Clive, thầy hiệu trưởng, Charmeleon, Don Fan, Mimikyu. Ok, có ai là fan của Mimikyu không ạ? À? Em này nó có một cái câu chuyện khá là đắt đắt. Các bạn thấy nó giống như một em Pikachu fake không các bạn? Yeah, nó đó. Cái mặt thật sự của nó nằm ở dưới đây nè nha, hai con mắt nè. Còn cái phần trên đầu này thì nó giả làm Pikachu, mà hơi fail. Bởi vì nó cũng muốn được yêu thương như Pikachu vậy đó. Frigibacks. Wow, come on. Để tiếp tục chương trình thì mình sẽ mời đến một khách mời danh dự. Khách mời này phải gọi là người anh em của chiếc thẻ top 1 của series này, Charizard EX. Kiểu nhìn nó cũng giống giống như vậy nha các bạn. Nhưng mà em Charizard chúng ta nó sẽ màu đen nha, phiên bản shiny. Alright, let's go. Em này là từ Obsidian Flames. Bạn nào có theo dõi mình thì biết. Right. Xin mời khách mời ngồi ghế ở băng ghế hàng phía sau nha. Rồi, chúng ta cùng tiếp tục chương trình nào. Cốt lá đằng trước, lá thứ ba lên đấy. And Brass, Lechonk, Execute. Trời cái đẹp, rớt luôn rồi. Rớt một vị trứng dưới đất rồi các bạn ơi. Mouse hole, chút nó lượm lên. Camaro, World Trio, let's go. Full Art, World Trio. Mới đầu á, mình tưởng em này nó có bà con họ hàng của bác gì với em Diglett, gia đình của những em cũng ba cái cục đất nó lòi lên đó các bạn. Nhưng mà không phải nha. Xác nhận là nó không có liên quan gì với nhau hết. Đây là những con sâu biển đó các bạn. Cấp basic của nó sẽ là Wiglet, tiến hóa lên thành World Trio. Bạn thấy có những em xung quanh nó màu đỏ nè ha. Em màu tím này là phiên bản shiny đó. Ok, đây là alternate art của em này. Nhìn chung thì mình khá là thích cái artwork này nha các bạn ơi. Những cái màu sắc của mấy em sau này nó rất là nổi. Yeah. And đằng sau Professor Research. And Clive. Thầy hiệu trưởng Clive có một cái artwork rất là đẹp luôn nha. Ở tập trước mình đã nói rồi. Hy vọng, rất hy vọng là trong cái đợt của Paldean Face kỳ này, có thể là không phải là trong tập này, mình sẽ mở ra được. Ok, khách mời vừa ngồi vào ghế là ổn áp rồi đấy. Ổn áp đấy, cứ thế mà phát huy nha. Phát tiếp theo nè. Cốt. Electric. Graveyard. Chacadet. Bulbapus. Varum. Articus. Donphan. Có những artwork nào mình chưa thấy chưa nhỉ? Golden Go. Series này có tương đối là khá nhiều những em này nha. Không mất công phải săn lắm. Yo. Chúng ta đi gần nửa chặng đường rồi. Được 5 hit. Bị trùng hết một cái rồi. Vậy là 4 thôi. Ê no.
No. Ant. Duck. Tosco. Đây là một loại nấm nha các bạn. Không phải sữa đâu. Wombat. Fanpy. Dadini. Curlia. Crisis Punch. Dash Bun. Professor Research. Pommy! Alternate art! Let's go! Wow. Illustration rare. Boy. Ở đằng sau này. Ok. Quá là dễ thương luôn. Trời ơi. Mấy cái hiệu ứng lấp lánh á. Nó sao ta? Nó giả lập những cái tia nắng á các bạn thấy không? Nhìn mình thấy giống như là trong cái khung cảnh mà nắng nó chiếu vô đang lấp lánh thiệt luôn á. Mờ mờ ảo ảo ở cái background. Wow. Rất là nền thơ luôn. Những em này mình không biết là gấu hay là chó nha các bạn. Tạm gọi là gấu đi. Mấy cái em gấu này á nó màu cam. Cái màu default của nó, phiên bản shiny có màu hồng. Thế nên là mình thích nha. Okay. Tai có cái lòng tai màu xanh. So cute. Nguyên một bầy luôn, đang ngủ ở cái bãi cỏ đầy hoa ở trong một cái gốc cây đã bị chết. Nice. Tiếp theo, chúng ta đến với artwork của Pikachu nữa. Mình muốn có shiny Pikachu, mình muốn có shiny Snorlax. Ok. Psychic. Wow. Rare candy. Pidgeybax. Ok các bạn, xem nào. Pinnacle. Numo. Crisis Punch. Dash Punch. Mouse Hole. Noibat. Ôi. Tiện lợi nha. Thật là tiện lợi. Noibat. Mở ra. Tiến hóa cấp 1 của em nó luôn. Noivern EX. Alright. Ok. Double hit không? Nope. Mình confirm, xác nhận lần thứ N thêm một lần nữa. Có vẻ như là bắt đầu từ Paradox Drift rồi các bạn. Là chúng ta đã không còn định nghĩa của double hit nữa rồi. Nha. Thiệt luôn á. Các bạn thử nhớ coi lần nào mà các bạn xem mình mở double hit không? Không có luôn. Mà mình mở rất là nhiều, đúng không? Thì khả năng xui lắm cũng phải được vài lần. Mà đằng này là không hề có luôn. Chứng tỏ là hãng Pokemon đã bắt đầu có một cái sự điều chỉnh rồi. Không có bỏ vô một pack có double hit nữa. Wow. Quá là buồn. Psychic tiếp. Ôi, còn. Năng lượng Psychic. Người chơi hệ tâm linh vẫn còn các bạn ơi. Vẫn còn được hy vọng vào pack này. Collier. What? Ủa? Có vụ này nữa hả ta? Bắt đầu xuất hiện có cái định nghĩa vụ này luôn. Đó là những cái combo tiện ích, tiện lợi của gia đình em Pokemon nó sẽ xuất hiện. Ok. Rose tiến hóa lên thành Collier nè. Collier tiến hóa lên thành Gardevoir. Thì wow, nếu mà các bạn muốn chơi một cái deck bài có Gardevoir thì chắc chắn là các bạn sẽ cần những cái lá Collier và Rose rồi để mình tiến hóa lên ấy. Ok. Những bạn nào mà chơi build deck sẽ thích cái điều này. Yep. Tanimals. Pack tiếp theo với artwork của em cá Catfish. Dodonzo. Lá đằng trước. Thứ ba đằng sau. And Fighting. Đây là lá năng lượng Fighting đầu tiên trong tập này thì phải. Dadini. Electric Generator. Chameleon. Crisis Punch. Wubat. Houndstone. Ok. And the Duo. What? Ủa? Nó có một cái gì đó nó hơi... Ủa sao? À đúng rồi. Em này nằm cuối đúng rồi các bạn ơi. The Duo. Em chim hai đầu. Thể basic nha. Let's go. Như vậy là mình đã đủ bộ của em chim này. There you go. The Duo. Tiến hóa lên thành Dodrio nha. Hai đầu lên mà mọc thêm cái đầu nữa. Không biết cái đâu ra luôn. Mình mới liếc sơ qua cái chiêu của em này, Reckless Charge. Đó là lao tới tấn công, sẽ gây cho đối thủ 30 dam, nhưng đồng thời cũng tự làm hại mình 10 dam. Wow, tuyệt vời luôn. Nhưng mà bù lại thì tiến hóa lên thành Dodrio, mạnh hơn xíu nha. Ballistic Beak, dam cơ bản là chỉ có 10 dam thôi, nhưng mà sẽ gây thêm 30 dam cho mỗi dam counter on this Pokemon. À, một cái damage counter tức là 10 dam đó các bạn. Như vậy thì mọi thứ hợp lý nha. Có nghĩa là khi mà các bạn chơi em này ra lần đầu tiên á thì mình cứ tấn công thôi, đúng không? Đối thủ sẽ bị 30 dam, mình sẽ bị 10 dam nè. Mình tấn công tầm kiểu 2-3 lần như vậy, em này nó bị tự tổn thương là 30 dam đi, thì nó còn 40 máu nha. Rồi, sau đó nó sẽ tiến hóa lên thành Dodrio. Ok, thì 100 máu có nghĩa là nó sẽ hồi được lại còn tổng cộng là 70. Nhưng mà lúc này cái trạng thái của nó sẽ là đang bị trừ 30 máu rồi. Thì khi mà nó tấn công á, nó sẽ tấn công đối thủ là 10 dam cộng với 30 nhân 3 các bạn ạ. Là 90, là 100 dam lận. À, các bạn hiểu không? Đó là cái cơ chế chiến đấu của em này. Hay á, nói chung là một cái cơ chế nó cũng không phải gọi là bá đạo lắm, nhưng mà nó cũng rất là thú vị.
Nhưng mà nào mà đang biết tới Pokemon TCG ở cái phần gọi là sưu tập thôi á, thì nếu như có thời gian, mình khuyên các bạn là cũng nên tìm hiểu về cái cơ chế luật đấu, cái cách chơi của cái môn này. Các bạn sẽ càng thấy những cái giá trị của những cái thẻ của chúng ta nó sẽ càng tăng cao lên. Không những là những cái thẻ hiếm như vậy không đâu, mà những cái thẻ thường luôn cơ. Đấy, bởi vì mỗi thẻ nè, các bạn sẽ thấy là nó có chiêu thức, rồi nó có cái tính năng hết ha. Đấy, rất là thú vị. Và chúng ta có Fighting Noibat, Chimichio, Pikachu, Audience Student, Gengar, Electric Generator, Mouthole, Chincho, Annihilate, và là Oikoloing, Oikoloing. Bé heo có cái tên thật là khó đọc, nhưng với phiên bản màu hồng, so cute. Trời ơi, cái màu gốc của nó các bạn là đen thui thủi lùi luôn nha, được cái shiny, cái hường thấm luôn. Ok. Và như vậy thì chúng ta sẽ còn lại 5 pack nữa. 5 pack cuối cùng. Tình hình từ nãy tới giờ thì theo mình đánh giá cũng khá là ổn áp các bạn nha. Không tệ một chút xíu nào luôn với số lượng hit, số lượng shiny đã xuất hiện như thế này ha. Tuy nhiên, tất cả những cái hit mà chúng ta mong đợi, những cái checklist mà chúng ta mình đã vạch ra cho các bạn ở tập đầu tiên của series này thì gần như là chúng ta chưa có một cái checklist nào cả. Ở Gengar versus Punch, xem nào, có một trong những danh sách checklist nào. Hit Rotom, em Pokemon này nó biến hình tùm lum thành đồ gia dụng này nọ được hết nha các bạn ơi. À, Magmortar. Yo, man, 4 hit cho 4 phát còn lại. Ok chứ hả? 4 hả? 4. Ồ, các bạn chờ mình xíu, để mình mời một vị khách mời nữa, danh dự cũng liên quan tới số 4, nhưng không hề liên quan tới Pokemon. Monkey D. Luffy Gear 4 Super Rare Alternate Art. Alright. Đây là thẻ One Piece TCG. Vâng, mình biết là có rất là nhiều bạn request mình mở One Piece TCG ở trên PlayStation nha. Nhưng mà hiện tại thì các bạn có thể theo dõi mình mở thẻ One Piece ở trên kênh Hành Trình Pokemon. Không biết nữa, bởi vì nó đang là như vậy rồi. Hoặc là nếu như các bạn có request quá thì biết đâu sẽ có một tập đặc biệt về One Piece ở trên kênh này. Tiếp luôn. Ok, để xem nào, với một khách mời đặc biệt không phải đến từ thế giới Pokemon, có buff được cho chúng ta một tí lất nào không? Water, Pneumo, nước gì đây? Nước mắt hay là nước mũi? Nước mưa? Nước, nước biển! Palafin, dầu. Lá này hơi bị ngầu các bạn ạ, hơi bị ngầu luôn, ok chưa? Em Superhero, siêu anh hùng cá heo ở phiên bản shiny nè. Trời ơi, nhìn này giống như là siêu anh hùng DC gì đó, nhìn rất là dark. What? Ok các bạn, chúng ta có double hit. Hãng Pokemon vừa mới bác bỏ xác nhận của mình về việc double hit. Mình nói là không có, nhưng có. Yo! Buff luck từ Luffy là có thật các bạn ạ. Gear 4, Luffy Gear 4. Vâng, các bạn, chúng ta có Palafin Illustration Rare Shiny và Pidgeotto Shiny Rare. Em này phiên bản bình thường thì nó sẽ có một cái màu nâu, rồi chỏm lông như trên đầu nó màu vàng. Mà ở đây thì chúng ta có một cái theme màu xanh lá cây và vàng ha. Rất là đẹp, mình thích những em Pokemon nào mà cái phiên bản shiny của nó, cái màu của nó khác hẳn so với cái màu gốc. Quá là tuyệt vời. Alright. Được rồi các bạn ơi, mình có cảm giác rất tốt nha. 4 hit cho 4 mắt cố đúng không? Được một phát rồi đó. Phát này được luôn nè. Let's go. Bạn nào chưa bấm subscribe, like, comment gì đó, please làm ngay bây giờ đi, để truyền tất cả những cái năng lượng may mắn nhất có thể vào 3 phát còn lại này. Battle Natu, Audience Student, Cottony, Lapras, Ultra Ball, Oikoloing, Lantern, Fido, Silizard, and Whopper. Ok, một pack có double hit, bù lại bằng một pack không hit. Vẫn còn cơ hội là đúng là 4 pack cuối, là 4 hit. Sao cả. Pack kế cuối, Magic. And Fire, Electric, Mime Jr., Machief, Babouch, Lechonk, Primeape, Whimsicott, Scrafty, Paldean Student, miết luôn, học sinh quá trời luôn. And yes! Yes! Varum Shiny! Varum Shiny! Ủa, mình có em này chưa? Sao nhớ mang máng là có rồi vậy? Hình như là chưa mà đúng không? Chưa. Ok, chưa các bạn ơi.
Nhớ lộn với series trước rồi. Ở series trước thì mình đã có đầy đủ các phiên bản illustration rare của em này. Và Room Room với lại Vavaroom rồi. Bạn thông cảm đi. Em nói là Pokemon nhưng mà em nói cái gốc là cái động cơ cho nên là cái tên nó cũng vậy đó. Vroom 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 vroom. Thú khổ quá, thú khổ hạng Pokemon quá. Các bạn đừng có tra từ điển hay là Google gì, nó không có ra cái con gì hết trơn á. Nó đúng nghĩa là một cái con Pokemon có những cái tính chất, tố chất của một cái động cơ. Đấy. Và cái băng đảng Star ở trong thế giới Pokemon Scarlet and Violet á, thì họ dùng mấy cái con này để mà gọi là thành cái động cơ xe luôn. Wow. Bất cứ thứ gì cũng có thể thành Pokemon. Ok. Và đây chúng ta có artwork của em Pokemon Cerulean và pack cuối cùng Magic. Pack này mà ra hit luôn là đúng thật, 4 pack cuối, 4 hit. Alright, code cuối cùng. Are you ready? 3, 2, start. Ta cùng xem từ nào. Noibat, Chimichon, Gastly, Podian Student thấy hoài luôn vậy. Grablocked, Nemona's Backpack, Kilowattro, Chimichon, and Professor Research Hollow Rare. Hollow Rare, please. Go now. Nemona. Nemona có artwork illustration rare gì đẹp lắm mà. Tại sao không ra? Ok các bạn ơi, và đây tất cả những gì mình có cho các bạn ở trong tập này với 13 hit trên 18 pack Paldean Fate từ hai hộp Elite Trainer Box. Nếu như các bạn có quan tâm tới sản phẩm Pokemon TCG này thì các bạn có thể kiếm thấy ở trên Ankitai Hobby Store trên Lazada nha. Ngoài ra thì cũng sẽ có một số những cái phụ kiện như là Perfect Sleeve, Top Loader hoặc là Case One Touch mới về một chút xíu. Cũng không có nhiều nha, bạn nào có nhu cầu có thể check qua. Rồi, tóm gọn về độ hài lòng thì đây lại là một tập nữa. Không tệ, nhưng mà cũng không phải gọi là bùng nổ cho lắm. Bởi vì với số lượng hit như vậy cho hai box vào 12 bị trùng một cái đi. Trên 18 pack, rõ ràng là không tệ nha các bạn. Nhưng mà chưa có em nào ở trong cái checklist mà mong muốn top tier của mình hả? Hai khách mời của chúng ta đã làm cố gắng hết sức rồi. Nhưng hy vọng trong những lần sau chúng ta sẽ thấy được những gì cần thể nha. Alright, còn bây giờ thì như thường lệ, nếu như đã thích video này thì các bạn hãy cho anh cái tay một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Toy Station. Anh cái đây sẽ trở lại trong những video thật thú vị kỳ sau video chơi nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Bye bye.